Thưa quý vị, một đợt nắng nóng mới ngắn ngày đã xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc. Ngày mai vùng thấp nóng phát triển mạnh hơn, vùng nóng sẽ mở rộng ngược từ vùng đồng bằng lên khu vực Trung Du, tới các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và cả Bắc Giang, với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh này từ 35 đến 37 độ. Hòa Bình và Hà Nội là hai điểm có nhiệt độ cao hơn cả, mức nhiệt ngày mai sẽ đạt ngưỡng từ 37 đến 38 độ, trời nóng sớm và gắt. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Bắc sẽ kéo dài liên tục từ nay đến ngày 20 tháng 6. Cũng chịu tác động của thấp nóng, lại có thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn nên xu hướng tăng nhiệt ở miền Trung diễn ra còn mạnh mẽ hơn so với Bắc Bộ. Cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận gần như không một gợn mây, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 36 đến 37 độ. Tất cả khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh này đều có những điểm nắng nóng gay gắt với ngưỡng nhiệt cao trên 38 độ. Và dự báo đợt nắng nóng diện rộng như hiện nay ở miền Trung sẽ còn kéo dài ít nhất trong 5 đến 7 ngày tới. Gió mùa Tây Nam vẫn đang trong giai đoạn suy yếu, khiến cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai, cả hai khu vực này trời nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt ngày duy trì ở mức cao, như ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ tiếp tục giữ ở mức cao từ 32 đến 34 độ, và nóng vẫn xảy ra cục bộ ở Ayunpa và Cát Tiên với ngưỡng nhiệt từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông như tại Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh đều xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn ở khu vực miền Tây cũng ở ngưỡng cận nóng với mức nhiệt từ 34 đến 35 độ. Trên biển, dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió hướng Nam mạnh ở mức cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, biển động. Còn ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió hướng Nam mạnh ở mức cấp 5. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió cũng hướng Nam đến Tây Nam mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4.